kể hôm nay có một bộ bút chì màu mới đây các bạn ơi. Đây, bút chì màu mới. Bút chì màu này có 24 cây. Đây, đây là cái vỏ của nó đây. Acmate. Đó. Cụ cải đang làm gì? Có 24 màu. Cụ cải đang làm gì? Đây là cái bút sáp dặn. Bút sáp dặn tức là bút sáp dặn. Đâu, bạn cách... con cũng có đó. Bạn con cũng có đó. Rồi cái cách sử dụng là như thế nào để chỉ cho các bạn coi. Đầu tiên là quay vô đây. Làm sao mình dặn sao đây? Dặn sao? Quay vô đây nè. Rồi mình gọi mình coi lại sao. Coi lại như thế này. À, dặn lại phải không? Khi muốn xài thì sao? Dặn ra. Xài dặn ra, dặn chút xíu thôi nha, dặn chứ dặn nhiều quá nó gãy nha. Xíu thôi. Rồi, xíu thôi, dặn nhiều quá nó gãy đó. Dễ xài không? Dễ, không bị gãy. Nó có tổng cộng là 24 màu, rất dễ sử dụng. Dễ vậy? Không biết xài được bao lâu đây. Xài được 80 ngày. Xài được 80 ngày hay là 90 ngày gãy luôn. Dạ. Tại 90 ngày con nhóc quá còn gãy. Cụ kể là không biết có bao nhiêu bộ đồ đồ màu. Xài lúc nào cũng hư chăng. Banh nó trơn trời. Banh quá trời không biết có bao nhiêu. Đâu bây giờ đang tô gì đây? Nãy giờ tô được cái gì rồi? Tô được con á nè. Chúa này có cái mái tóc màu tím, có làn da màu hồng, có bộ đồ cái váy màu đỏ, cái đầm màu đỏ, có cái gì đây, cái giày màu vàng, màu vàng với lại màu hồng. Rồi bây giờ mấy nàng công chúa kia tính tông màu gì? Tông màu da với màu đỏ, vàng. Như này như nàng này là tô tóc màu gì? Tóc màu đen. Màu đen. Con đang cầm màu gì? Con đang cầm màu da. Rồi tô nó đi, tô tiếp tục đi cũng kể rồi. À. Chào các bạn. Nãy ba Vinh quay mình rồi đó. Rồi bây giờ cô gái sẽ làm gì tiếp theo? Giờ sẽ tô công chúa này. Đâu công chúa nào đó? Chúa bên trái ha. Hồi nãy mà cô gái tô công chúa ở giữa rồi. Bây giờ tới công chúa bên trái. Xíu tô công chúa bên phải. Rồi. Đây là ba nàng công chúa là bạn thân với nhau đúng không? Ba nàng công chúa là bạn của nhau đúng không? Dạ. Rồi, tao đi, tiếp tục đi cô gái. Cô gái sẽ tô màu gì tiếp tục đây? Rồi, tiếp tục đây, cô gái giới thiệu đi. Đây là bộ đồ chơi của mình. Rồi, cô gái uống Yakult đi. Các bạn ơi, phải uống rất là giỏi nha. Cô gái cầm một mình uống đi con. Đây là ai? Đây là mẹ kiến. Phải không? Cám có một người à? Dạ. Con thấy trong hoạt hình có con chấm. Vậy là tấm màu đen. Mẹ kế tóc màu tím hả? À? Dạ, cô em dâu thì mẹ thì tóc của màu đen. Hai đứa đều tóc màu đen. Cô em dâu là sao? Cô em dâu hả? Con này cô em phải không? Cô Cám phải không? Dạ. Cái này không phải cô em mà là cô chị. Cô chị hả? Chị của cô mẹ. Ủa thường rồi vậy? Vậy là cái gì? Câu chuyện là câu chuyện gì? Chuyện tấm cám. Ủa tấm cám ai là chị hay là em? Tấm là chị, cám là em chứ. Sao lộn xộn như này? Đúng không? Phải đâu. Chứ sao? Chứ sao? Cám là chị hay em? Rồi chị đảo ngược đúng không? Vậy là cám là chị phải không?
Rồi. Tám là em. Tám là tám không phải của ngài đâu. Cô này không phải chị của ngài. Yeah. Là em. Yeah. Em của ngài. Rồi thấy làm xong rồi đó. Thấy làm xong rồi đó. Rồi, thôi kệ đi. Thôi kệ đi. Đừng quan tâm đến tấm cám nữa. Tại vì hình này cũng không phải tấm, cũng không phải cám luôn. Tấm cám hồi xưa không phải vậy đâu. Tấm cám hồi xưa không phải mặc đồ gì đâu. Bây giờ. Rồi. Rồi bây giờ tô màu gì tiếp tục nè. Cái này đồ xịn nè. Ừ. Cái này cũng đồ xịn. Này đồ cũ. Ừ. Đồ cũ mặc hoài. Rồi bây giờ tô màu gì nói đi. Tô cái màu xanh cho cái dòng này. Rồi tô chặn thôi. Rồi tiếp tục của tôi gì nữa. Ba kỳ quá. Sao ba không dặn. Ba dùng xong sao ba không dặn lại cho ba. Ừ. Rồi để ba móc ba dặn lại nha. Bộ chiếc chì màu này. Ba dặn luôn. Bộ chiếc chì màu này rất là đẹp đó nha. Dặn luôn. Dặn luôn đi. Ba dặn rồi chơi đó con. Đâu có lòi đâu. Rồi cô gái đang tiếp tục tô gì đây con? Em tô cái đầm. Đầm cầu vòng nhưng mà hai bên này có. Ồ, tô cái đầm đẹp quá tay. Đây là màu. Màu gì ta? Ủa cái đầm màu xanh lá cây ha. Trời ơi. Ủa sao mới đây sao giờ tô thì màu hồng nữa. Thì con này đồ xịn nên à, nó nhiều màu quá. Con này đồ xịn có tám đồ cầu vồng. Con này đậm màu đỏ không ạ. À. Dạ. Còn bà này dạng nên cũng chắc quá nên bà này về đồ xấu. Rồi tôi tiếp tục đi cô gái ơi. Dạ các bạn ơi, cô gái đang tiếp tục tô nha các bạn. Cô gái tha hồ mà sáng tạo nha. Dạ.